Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào các bạn nhá. Mọi người ạ, bây giờ là anh em mình đang tới khu rừng rồi. Bắt trèo lên cây này để làm ngôi nhà ở đây mọi người. Đây, thì hiện tại thì anh em mình ở trên này cao tầm 4 mét. Wow, nhìn xuống rất chế tạo ngôi nhà ở đây luôn. Được đấy. Đây là chỗ rất là phù hợp luôn mọi người ạ. Không khí trong này rất nhiều. Ở đây rất mát luôn. Phong cảnh cũng làm nhà luôn. Ngay chỗ này mọi người ạ. Rồi, bây giờ là không để mọi người chờ lâu nữa, anh em mình sẽ tiến hành này nhá. Đang làm nhà chưa xong thì trời sắp mưa xuống mọi người ạ. Phải buộc chắc chắn mọi người ạ. Chứ không khí mưa xuống thì bay hết. Rồi bây giờ trời đang tối dần rồi. Sắp mưa to rồi. Có đợt mưa rơi xuống nữa. Trời sắp mưa bây giờ. Đói quá mọi người ạ. Để mời mọi người ăn bánh mì nhé. Bạn nha. Đang nói có mỗi người một hòn bánh mì mang theo ăn cho đỡ đói, vừa khát vừa đói mọi người. Giờ thì bây giờ là phải đi kiếm thức ăn trước rồi. Trời sắp mưa to rồi, phải tìm chỗ trú mưa thôi, chưa kịp làm xong nhà. Hai con ở mình mái trên rồi, xung quanh này mới xong sàn nó thôi, còn phần mái nữa. Bây giờ mưa xuống rồi mọi người, anh em mình sẽ xuống dưới để trú mưa trước, khi nào tạnh thì sẽ quay lại làm ngôi nhà thôi. Mưa rất to luôn. Rồi giờ ngôi nhà ở trên kia mọi người. Rồi trời mưa xuống bây giờ không biết phải làm như thế nào mọi người, mưa to gió lớn luôn khắp khu rừng. Ôi, tiếc là không kịp làm xong nhà mọi người ạ. Mưa xuống rất to. Làm nhà để trú mưa nhưng mà chưa làm xong đã mưa rồi mọi người. Mưa rất to luôn. Bây giờ là trời sáng rồi mọi người ạ. Thì mưa hôm qua là rất to luôn. Sáng nay thì cũng vừa mưa thì mới tạnh. Nên mình quay lại hoàn thiện nốt cái căn nhà này.
Đây, bây giờ là xong ngôi nhà rồi mọi người ạ. Rất mệt mỏi luôn. Tới 3 giờ mới xong. Bây giờ 3 giờ rồi, từ sáng tới giờ. Dự định là xong từ hôm qua nhưng mà trời mưa xuống mọi người ạ. Đấy. Hôm qua mưa thì tạm dừng trước. Xong. Bây giờ đi vào xem thử thôi. Căn nhà xem cũng căn không nhà được nào. Đẹp mắt mấy nhưng mà cũng tạm tạm. Chú mưa tạm thôi mọi người ạ. Mưa ở trong mùa mưa này. Tại vì là lúc sinh tồn mọi người. Mùa này mưa lắm, mưa nhiều lắm. Nên là làm ngôi nhà này ở tạm thôi. Đây mọi người, rất là chắc chắn. Bên trong đây. Chú mưa là cũng tạm một tí. Đây cửa sổ đây mọi người. Cửa sổ. Nhìn ra ngoài rất thoáng luôn. Nhìn xuống dưới kia rất là thoáng mát. Đây, bên trong đây mọi người ạ. Đây, bên trong đây mọi người. Che nắng mưa. Thì video của anh em mình đến đây phải kết thúc thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn like ủng hộ cho anh em mình nhé.